người địa cầu thật sự quá hung mãnh ngoạ như chân nhân từ ác mộng trở về. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Sau giờ ngọ ánh nắng thiêu đốt đại địa. Long thành cửu trung, cấp 3 sáu ban. Phòng học như lồng hấp oi bước. Các học sinh đều buồn ngủ. Lão sư một tay huy vũ hợp kim chiến đao, một tay cầm lấy giữ tợn tiêu bản, ở trên bục giảng khan cả giọng xem ta a à, mau nhìn ta các ngươi không nhìn ta làm sao biết quái thú trưởng bộ dáng gì nữa phòng học cuối cùng dãy một cái đầu phát lộn xộn thiếu niên bỗng nhiên bừng tỉnh phát ra kêu thảm thiết đồng học cùng lão sư giật nảy mình mạnh siêu mạnh siêu trên mặt lưu lại lấy đỏ thẫm ngủ ngấn thần sắc kinh hoàng vô cùng như là làm một cái dài rằng giặc ác mộng hắn gãi tóc đông nhìn một cái tây nhìn xem thấy được bảng đen, ánh mắt của mờ mịt bỗng nhiên ngưng kết. Trên bảng đen tràn ngập rậm rạp chằng chịt đao pháp áo nghĩa. Chiến đao huy vũ lực cánh tay cùng lực bảy phân tích tiến đao tốc độ, góc độ cùng chiều sâu, quái thú giáp xác tối đại cường độ, các loại rắc rối phức tạp công thức. Đều là kỳ thi đại học tất khảo đề. Trên bảng đen còn có hai hàng đại tự. Quyết chiến kỳ thi đại học 50 thiên. Học tập tốt, mỗi ngày hướng lên, dương ta cầu uy, xưng hùng dị giới. Đây là cấp 3 của ta phòng học, mạnh siêu tâm thần hoàng hốt ta không phải là đã chết rồi sao, như thế nào trở lại cấp 3, lập tức muốn kỳ thi đại học. Này còn không bằng đã chết đó, trong chớp mắt đầu đau muốn nứt. Vô số ký ức mảnh vỡ như hồng thủy mãnh thú xông vào trong đầu. Cái gì, long thành vong sao? Ta kỳ thi đại học thi rớt, chịu khổ xã hội đòn hiểm vài chục năm, mới lan lộn cái tam lưu cao thủ. Ngược lại là em gái ta, thiên phú dị bẩm lại đạt được, dạ ma huyết mạch, trở thành trong truyền thuyết, hắc dạ ma nữ, là cả long thành, không? Toàn bộ dị giới tối làm cho người sợ hãi cấp độ boss cường giả nhất. Meo meo meo, cuối cùng cái gì thần triển khai? Mạnh siêu ngũ lôi oanh đỉnh muốn tinh tế hồi ức ác mộng lại nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn lẻ tẻ chợt hiện hồi. Trong thoáng chốc, một chương vô cùng quen thuộc mặt đen bu lại. Mạnh siêu thốt ra, nghiêm lão sư, ngài còn sống đây. Toàn lớp đầu tiên là lặng ngắt như tờ, sau đó một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đối với mạnh siêu tìm đường chết dũng khí, bội phục đến đầu dạp xuống đất muốn biết rõ, chủ giảng này nhà, bách chiến đao pháp, nghiêm đông hưng lão sư, thế nhưng là người gặp người sợ nghiêm ma đầu. Nghe nói năm đó ở trong quân đội đều là tiếng tăm lừng lẫy thiết huyết giáo quan, giết quái thú cùng băm sủi cảo nhân bánh đồng dạng dễ dàng. Liền nghiêm ma đầu cũng dám đùa giỡn, thật không hổ là từng là sáu ban đệ nhất loại người hung ác, mạnh siêu, chúng ta sẽ đem ngươi hậu táng, các học sinh chảy xuống đồng tình nước mát. Nghiêm Đông Hưng khuôn mặt đen như đáy nồi, trong chớp mắt thiêu sạch đỏ bừng. Mạnh Siêu đồng học giải thích một chút, đại thủ của hắn nắm bắt quái thú xương sọ tiêu bản, ngữ khí trong bình tĩnh chất chứa sát cơ. Không tốt, Mạnh Siêu con mắt co rút lại. Hắn giờ phút này, đối sát khí cảm giác là xung quanh đồng học gấp 10. Sát khí dưới sự kích thích, hắn nhanh chóng nhận rõ hiện thực thật xin lỗi nghiêm lão sư tối hôm qua học tập quá mệt mỏi vừa rồi ngủ gật còn làm cái ác mộng mạnh siêu kiệt lực bắt lấy trong đầu chợt hiện hồi không xác định nói ta dường như mộng thấy phô thiên cái địa dị giới sinh vật đều là đặc biệt tàn bạo gào khóc gọi bậy loại kia hồng thủy đồng dạng hướng long thành vọt tới chúng ta căn bản ngăn cản không nổi quê hương của trăm năm hủy hoại chỉ trong chốc lát trong nội tâm của ta cả kinh làm tỉnh lại sau đó, ách nghiêm lão sư, lão nhân ngài ra tại ta trong mộng vô cùng anh dũng, là mỗi người kính ngưỡng liệt sĩ, ta mới vừa ở trong mộng thắm thiết nhớ lại ngài âm dung tiếu mạo. Mãnh liệt vừa mở mắt liền thấy được ngài đi tới, thực gọi người mừng rỡ, kìm lòng không được, đợi một chút, nghiêm đông hưng dơ lên lông mi, tại ngươi trong mộng, long thành vong, ta cũng đã chết. Hắn giống như cười mà không phải cười. Đầu quái thú bắt có ken kết rung động cái này mạnh siêu vò đầu từ ác mộng trở về hắn muốn sống dục vọng rất mạnh yên tâm ngài bị chết không hề có thống khổ rất an tường mạnh siêu không có nói dối hắn nhớ mang máng nghiêm ma đầu là bị bách xỉ cự nhuyễn trùng ăn tươi hai ba giây liền xé cái tan tánh kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng hẳn là không có gì thống khổ a à, răng rác nghiêm đông hưng ôm đồm toái đầu quái thú long thành hội vong quả thật buồn cười thiết huyết giáo quan tức xùi bọt mép con mắt chừng có so với quái thú còn lớn hơn bình thường trộm gian giờ thủ đoạn ta không nói trước đi học ngủ ta cũng chẳng muốn quản ngươi thế nhưng mạnh siêu đồng học đầu óc ngươi trong đến cùng giả bộ cái gì mới có thể mơ tới long thành diệt vong cho bà mẹ nó tường đứng vững, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, vành lên bờ mông, cao giọng nói cho ta biết, 50 năm trước, chúng ta long thành xuyên Việt đến dị giới, không có than đá, không có dầu mỏ. Không có điện lực, không có cái gì, chỉ có ôn dịch tàn sát bừa bãi, zombie hoành hành, khi đó, long thành vong sao, mạnh siêu làm khó. Nghiêm lão sư, dựa vào tường còn thế nào vảnh lên bờ mông? cái gì, báo cáo lão sư, Long Thành không có vong, mạnh siêu một cái giật mình, trong chớp mắt tìm về 17 tuổi cảm giác, bờ mông một vảnh lên, mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Zombie nguy cơ, sương mù hàng lâm, quái thú qua lại, vô số bậc tiền bối ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, từ quái thú trong kẽ răng, từng tấc một mở ra sinh tồn không gian nghiêm đồng hưng tiếp tục rít gào chỉ là quái thú chiến tranh lúc ban đầu 10 năm chúng ta liền tổn thất một phần ba nhân khẩu thảm thiết nhất quái thú mỗi thiên đô có thể đột nhập người địa cầu thật sự quá hung mãnh ngoạ nghiêu chân nhân điểm cống hiến thức tỉnh nghe chọn bộ tại mê truyện audio com thung công yêu cầu hai chân trước sau kéo căng khai mở thật lớn lưng như như độc xà vặn vẹo dường như từ ngủ đông bên trong thức tỉnh độc xà, bụng đói kêu vang, tính công kích rất mạnh. Ở trong cửu, liền, hòa tiễn ban, học sinh khá giỏi, có thể đứng đến 10 phút trở lên, đều là phượng mau lân giác. Mà bọn họ sáu ban, chỉ là rất phổ thông, bình hành ban. Cách tan học còn có nửa giờ. Mọi người đều biết mạnh siêu cấp 2 bị thương, ở mấy tháng viện sau khi xuất viện hắn liền từ bỏ chính mình, căn bản không có ý định khảo thi khoa chính quy, cơ sở cửu đại thung, đều làm cho qua loa. Nửa giờ chập long thung đứng lại, tan học liền chuẩn bị bò lại ra A, không ít đồng học một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, sao, thầm nghĩ nghiêm ma đầu thật là tâm ngoan thủ lạt. Tả hạo nhiên hai tay vây quanh, cười lạnh ngồi xuống. Mạnh siêu ngoan ngoãn đứng ở góc tường chập long thung dường như là một cái vô cùng đơn giản nhập môn thung công ở trong ác mộng đã đào thải thật lâu đến cùng như thế nào đứng à mạnh siêu nhớ lại đầu óc còn có chút đần độn u mê phân không rõ mộng cảnh cùng hiện thực đừng giả bộ ép nhanh cầu xin tha thứ a tất cả mọi người cho rằng mạnh siêu không dám đứng chập long thung tại tâm không đành lòng nhỏ giọng nhắc nhở con sâu làm dầu nồi canh gieo gió gặt bão tả hạo nhiên lẩm bẩm thanh âm vừa vặn có thể bị xung quanh nghe được lời còn chưa dứt mạnh siêu động bá chân trước cung chân sau kéo căng hai tay giãn ra như linh xà xương sống tựa như một mảnh mới vừa từ thâm uyên bên trong thức tỉnh ở trong sấm mùa xuân vận sức chờ phát động giao long mạnh siêu tinh khí thần như lũ quét bộc phát căn bản khống chế không nổi chính mình này các học sinh đều trợn tròn mát chỉ cảm thấy mạnh siêu thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên. Cơ bắp, cốt cách cùng tứ chi luật động, tràn ngập thong rong cùng tự tin hương vị, chỉ là tùy tiện hướng chỗ đó vừa đứng, không chút nào không cảm giác được học sinh cấp 3 không lưu loát. Tư thế cũng không tiêu chuẩn, so với đồng dạng chập long thung càng xinh đẹp. Đầu ngón tay liền ngay cả đều hơi hơi rung động, phun ra nuốt vào lấy như ẩn như hiện sát khí ta đi, mạnh siêu chập long thung, mạnh như vậy sao, quả thật so với lớp trưởng còn lợi hại hơn. Đều là ảo giác, không lừa được ta, hắn là dùng tánh mạng tại trang bức, nhìn hảo ba, tối đa một phút đồng hồ, khẳng định mệt dã rời, một phút đồng hồ đi qua. Mạnh siêu thành thạo, như là có thể vẫn đứng đến muộn tự học. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói nghiêm lão sư, ngài còn có việc mà, có phải hay không ta đứng được không đủ tiêu chuẩn? Thật sự thật xin lỗi, lâm trận mới tập luyện, động tác không đến vị, trở về nhất định hảo hảo sửa, ngài lão nhiều thông cảm. Nghiêm đông hưng muốn nói lại thôi, mắt đen trên mặt thay đổi mấy cái biểu tình, cuối cùng không nói một lời trở lại trên giảng đài. Các học sinh lại càng là ở trong tâm chửi ầm lên mạnh siêu này nhiệt xúc nói thế nhưng là tiếng người của ngươi chập long vẫn chưa tới vị chúng ta toán cái gì con run sao là ảo giác tất cả mọi người cảm thấy mạnh siêu một giấc tỉnh lại thung công cùng trâu bò thực lực đều ầm ầm dâng đi lên a các loại ánh mắt cùng áp lực trở lại tả hạo nhiên trên người đại lớp trưởng như là bị mạnh siêu hung hăng rút một bạt tai trên mặt có chút xấu hổ đáy mắt lại hiện lên một vòng dữ tợn đi học, tiếp tục đi học. Nghiêm Đông Hưng gõ bảng đen, bách chiến đao pháp, cùng, lôi đình thập tự kiếm, là cao trung giai đoạn trọng yếu nhất hai môn vũ khí lạnh chiến kỹ, năm trước kỳ thi đại học áp trục đại đề, là về. Lôi đình thập tự kiếm, năm nay vô cùng có khả năng đến phiên, bách chiến đao pháp, mọi người chăm chú nghe ta phân tích, chiến đao từ quái thú giáp xác khe hở cắt đi vào thất chủng tiến giai thủ pháp. Nghiêm Đông Hưng là đao pháp đại gia, kim bài giáo sư. Nghe nói hắn còn có cái sư huynh, là đưa thân kỳ thi đại học ra để mục tổ tuyệt thế cường giả. Đi qua 3 năm, nghiêm đông hưng chuyên mang cấp 3, áp đề tỷ lệ chính xác rất cao. Thấy lão sư lấy ra tuyệt chiêu đặc biệt, mọi người tinh thần chấn động, quên mạnh siêu này chi tiết. Mạnh siêu đứng chập long thung, nhìn xem tinh diệu tuyệt luân đao pháp áo nghĩa, ánh mắt lại có chút tan giả. Quá vụng về, quả thực là trăm ngàn chỗ hở đao pháp hắn như là mê muội đồng dạng, ở trong tâm nói thầm, chỉ là chiêu thứ nhất, nghênh diện đại phách phong, liền có đến thiếu chín cái sơ hở, dùng loại đao pháp này cùng chân chính dị giới cường giả chống lại. Dây thứ nhất liền bị miễu sát. Bất quá, đây không phải nghiêm ma đầu vấn đề. Tại ta trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, bộ này, bách chiến đao pháp, còn là vừa mới nghiên cứu phát minh xuất ra không bao lâu một, không phiên bản đến Long Thành hủy diệt lúc trước, hấp thu đại lượng, huyết linh song đao lưu, cùng với, băng xương cự nhân đại kiếm lưu, tinh hoa, thiên truy bách luyện về sau, bách chiến đao Pháp, đã thăng cấp đến 7 tháng 3. Năm phiên bản, ta dùng, bách chiến đao Pháp trung cực bản, tới so sánh, bách chiến đao Pháp một không, tự nhiên cảm thấy người sau khắp nơi đều là sơ hở. Đợi một chút, huyết linh là cái quỷ gì, băng xương cự nhân lại là cái quỷ gì, ta trong đầu vì cái gì sẽ xuất hiện những cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật, mạnh siêu biểu tình phức tạp. Hắn cũng không có khả năng lừa mình dối người, nói vừa rồi chỉ là phát một hồi mộng tưởng hão huyền. Đây là trong truyền thuyết trọng sinh a, trọng sinh ngược lại không có gì tuy Mạnh Siêu chỉ là một cái thường thường không có gì lạ học sinh cấp 3, nhưng cũng là xem qua mạng lưới tiểu thuyết người. Hơn nữa hắn sinh trưởng tại Long Thành. Từ khi hơn 50 năm trước, Long Thành từ địa cầu mặc danh kỳ diệu xuyên Việt đến dị giới. Nội thành liền phát sinh rất nhiều quái lực loạn thần, chuyện bất khả tư nghị. Ba tuổi hài đồng thức tỉnh dị năng, bắt tuần bà lão tu luyện cổ võ, gia đình bà chủ tay xé zombie, thành phần tri thức tan tầm đại chiến quái thú, đều là long thành người hàng ngày. Nếu như xuyên Việt biến thành sự thật, trọng sinh gì gì đó, cũng tự có kia huyền diệu khó giải thích khoa học đạo lý, mạnh siêu có thể tiếp nhận. Chỉ là từ trong đầu chỗ sâu trong chợt lóe lên hình ảnh đến xem hắn và long thành tương lai đều rất đau buồn thúc a à, xuyên việt mà đến người địa cầu tự cho là hiểu rõ dị giới không nghĩ tới dị giới bao la cùng cường đại vượt xa người địa cầu tưởng tượng cực hạn thẳng đến hôm nay bọn họ đều chỉ tại dị giới man hoang chi địa đảo quanh trả lại không có suất tân thủ thôn mà tân thủ thôn bên ngoài Mạnh siêu tựa như từ say rượu bên trong tỉnh lại, chỉ nhớ kiếp trước phá toái mà mơ hồ, không nhớ rõ vây công long thành dị giới sinh vật cụ thể trưởng bộ dáng gì nữa. Chỉ nhớ rõ dị giới có chân chính văn minh, có các loại cường giả, các loại yêu nghiệt, các loại gia súc. Cùng đám này gia súc so sánh, trước mắt quái thú nguy cơ, thật sự là ăn mày gặp đại gia. Long Thành dơ cao địa cầu văn minh chiến kỳ, tiến quân thần bí dị giới, chém giết, phấn đấu, dẫy dụa. Đã từng to lớn mạnh mẽ nhất thời, được xưng, dị độ thiên tai. Cuối cùng dùng ít địch nhiều, chạy trời không khỏi nắng. Hai mắt nhắm lại, mạnh siêu phẳng phất thấy được một trăm vạn khỏa tử sắc lưu tinh ở trên Long Thành không nổ bung. Hủy diệt liệt diễm, lại so với pháo hoa càng rực rỡ. Vô cùng tươi sống hình ảnh tựa hồ liền phát sinh ở nháy mắt lúc trước, từ võng mặc một đường bị bỏng đến tâm linh của hắn chỗ sâu trong. Này, chính là kết cục mạnh siêu hỏi 17 tuổi chính mình. Con mẹ mày, ta vậy mới không tin, đây chỉ là một hoang đường ác mộng mà thôi, hắn mở choàng mắt. Long Thành sẽ không vong, ta cũng sẽ không lấy Tam Lưu cao thủ thân phận, bình thường cả đời nếu như ta từ ác mộng trở về, nhất định có thể thay đổi thay đổi tương lai, để cho những không thể diễn tả đó dị giới thần ma, tất cả đều trợn to con mẹ nó mắt chó mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là con mẹ nó, dị độ thiên tai, 17 tuổi mạnh siêu trả lại không có đi qua xã hội đòn hiểm. Trả lại cầm ta mệnh từ ta không do trời, mệnh của ta chính là không tin số mệnh, ta càng muốn nghịch thiên cải mệnh hổ thẹn độ bạo bề ngoài trung nhị ngôn luận trở thành lời gian hắn hung hăng cắn răng tâm thần kiên định đôi mắt chỗ sâu trong tựa như tia chớp hỏa diễm cũng càng ngày càng sáng ngời thả ra rất nhỏ đau đớn đây cũng là cái gì mạnh siêu kinh ngạc một nhúm như lửa giống như điện hồng sắc quang ban lơ lửng tại tầm nhìn trái phía trên tựa như phi mũi chứng đoán bất định người khác hẳn là đều nhìn không đến bằng không một nhúm dị hỏa trong phòng học bay tới thổi đi mọi người đã sớm kêu lên hơn nữa có chút quen mát ác mộng phần cuối long thành hủy diệt hắn dường như liền thấy được này bó dị hỏa từ thành thị hạch tâm phun ra hiện tại dị hỏa nương theo mạnh siêu trở lại thiếu niên lại thình thịch vỡ vụn hóa thành một nhóm đi huyền ảo phiền phức phù văn mấy trăm quả phù văn điên cuồng nhảy lên, từ một loại con run cổ quái văn tự, biến thành một loại khác càng thêm cổ quái văn tự, như là đến từ quần tinh phía trên, vũ trụ chỗ sâu tin tức. Biến ảo vài chục lần, tin tức bị phiên dịch thành địa cầu văn tự. Ký chủ thông qua tinh thần cùng ý chí kiểm định, hỏa chủng, hoàn thành khóa lại, ký chủ thân phận xác nhận, truyền hỏa giả, mạnh siêu, chúc mừng ngài trở thành văn minh truyền hỏa giả hy vọng ngài đem hết khả năng, truyền bá văn minh chi hỏa, mới bắt đầu điểm cống hiến ban thường. 10.000 kiểm tra đo lường đến truyền hỏa giả thân thể tồn tại cổ xưa tính nội thương, cũng không tinh thông bất kỳ cơ sở kỹ năng, có hay không tự động phân phối mới bắt đầu điểm cống hiến. Đề thăng đến trạng thái tốt nhất, hỏa chủng, truyền hỏa giả, làm cống hiến, điểm cống hiến ban thường trọng sinh đại lễ bao, mạnh siêu đầu đầy xương mù, vô ý thức gật đầu. Tiêu hao một nghìn điểm cống hiến, hối đoái sơ cấp trị liệu thuật một lần, trị liệu tiến độ 10%, tiêu hao một nghìn không trăm mười điểm cống hiến, hối đoái sơ cấp trị liệu thuật một lần. Trị liệu tiến độ 19%, tiêu hao một nghìn không trăm hai mươi lăm điểm cống hiến, hối đoái sơ cấp trị liệu thuật một lần, mạnh siêu tầm nhìn bên trong hiện lên liên tiếp tin tức. Cùng lúc đó, tình cảm ấm áp như tia nước nhỏ dũng mãnh vào quanh thân, như mùa xuân thực vật tách ra đệ nhất bó trôi, nhẹ nhất nhu xúc giác. Thương thế của ta, năm trước tu luyện ra sai chịu nội thương, bác sĩ đều thúc thủ vô sách lại tại khép lại. Ta có thể cảm giác được những phá thành mảnh nhỏ đó gần bắp thịt cùng huyết quản, hết thầy tiếp thượng. Mạnh siêu trừng to mắt, sảng đến muốn cất giọng ca vang rất nhanh, liên tiếp trị liệu tin tức, lại là một mảnh hoàn toàn mới tin tức nhảy ra. Tiêu hào 3.500 điểm cống hiến, hối đoái cơ sở phát lực phương pháp, mãng nghiêu quyết, cũng đề thăng đến, cấp chuyên gia, đây là, mạnh siêu trong đầu hiện ra các loại chi tiết. Mãng nghiêu quyết, phát động người đương thời thể mỗi một nhúm cơ bắp cùng mỗi một mảnh mạch máu vặn vẹo, huyết dịch cùng thần kinh dòng điện tại từng cái huyệt vị lưu chuyển, cốt cách cường độ nhân thể công học đều rắc rối phức tạp tính toán công thức các loại khoa học phương pháp tu luyện. Còn có một gương mặt hình ảnh, đều là trong cơn ác mộng hắn, khổ luyện mãng nghiêu quyết bộ dáng. Nguyên bản mơ hồ trí nhớ kiếp trước, lần nữa lập lè tỏa sáng, hóa thành tin tức hồng lưu, dũng mãnh vào thần kinh vận động cùng tế bào não, làm hắn trong chớp mắt trở thành, mãng nghiêu quyết chuyên gia tâm niệm vừa động, mạnh siêu phảng phất có thể tùy tâm sở dục khống chế mỗi một khối cơ bắp, nghiền ép xuất cực hạn lực lượng, đánh ra trí cương trí cường một quyền. Sung sướng thoải mái, nguyên lai like trong truyền thuyết tam lưu cao thủ, đều mạnh như vậy sao, ngay tại hắn sảng đến không muốn không muốn, khoái cảm lập tức im bạt. Đừng ngừng a, à, đang thoải mái đó. Trước mắt nhảy ra tin tức. Cơ sở kỹ năng phân, phổ thông, chuyên gia, đại sư, hoàn mỹ, cứu cực, năm cái đẳng cấp độ thuần thục 100% là được thăng cấp, độ thuần thục có thể từ bình thường chiến đấu, tu luyện tích lũy. Cũng có thể dùng điểm cống hiến hối đoái, vậy hướng trong chết đoái, ta như là so đo mấy cái điểm cống hiến người sao? truyền hỏa giả trước mắt trị liệu tiến độ 62%, tiếp tục hối đoái sơ cấp trị liệu thuật cần tiêu hao 1.150 điểm cống hiến, cấp chuyên gia, mãng nghiêu quyết, độ thuần thục 22%, để thăng đến đại sư cấp. Cần tiêu hao 1.756 điểm cống hiến, trước mắt còn thừa 3 điểm cống hiến, vô pháp hối đoái, thỉnh tích lũy điểm cống hiến, ta mười nghìn cái điểm cống hiến như vậy không lịch sự hoa sao vậy ngươi trước lên tới cấp đại sư ta ghi phiếu nợ được hay không không được vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết nên như thế nào lợi nhuận điểm cống hiến a văn minh chi hỏa sinh sôi không ngừng văn minh càng mạnh truyền hỏa già càng mạnh thỉnh mau chóng vì ngài văn minh làm ra cống hiến giải tỏa càng nhiều lực lượng cùng sứ mạng a người địa cầu thật sự quá hung mãnh ngoạ nghiêu chân nhân ta muốn khảo thi khoa chính quy. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, tin tức lóe lên rồi biến mất, vàng nhạt văn tự hóa thành điểm điểm tinh mang, biến trở về mỹ lệ hỏa diễm. Không còn phản ứng mạnh siêu, mạnh siêu đào cổ nửa ngày, cũng không có điều tra hệ thống nói rõ hoặc là tân thủ dạy học gì gì đó. Linh 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 linh, tan học nghiêm đông hưng mặt không thay đổi quét mạnh siêu nhất nhãn nhíu mày chưa nói cái gì thu thập chiến đao cùng quái thú tiêu bản quay người rời đi phòng học các học sinh lúc này mới nhớ tới mạnh siêu vẫn còn ở phạt đứng quay đầu lại nhìn lên tất cả đều há to miệng không thể tin được mắt của mình mạnh siêu thật sự kiên trì hạ xuống rồi cột đứng đúng đối với rèn luyện tinh khí thần có lợi thật lớn Lúc này mạnh siêu, tựa như một chuôi dỉ xét loang lổ bảo kiếm bị một lần nữa đánh bóng một lần, lần nữa tản mát ra phong mang tất lộ khí tức. phảng phất làm cho người ta thấy được hắn cấp 2 bị thương lúc trước bộ dáng. Đối mặt các học sinh ánh mắt kinh ngạc cùng thì thầm to nhỏ, mạnh siêu mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Khóe mắt cùng khóe miệng lại hơi hơi co rút chẳng biết tại sao, đột nhiên thật đói, đói bụng đến phải dạ dày đều muốn đốt nấu, mặc nửa bước đều chuyển bất động, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Không xong, chẳng lẽ hỏa trùng giúp ta chữa trị thân thể cùng thức tỉnh kỹ năng, tiêu hao năng lượng đều cần chính ta bổ sung, mắt thấy muốn té xỉu, một đầu đại bạch hùng hướng hắn chạy vội qua. Mạnh siêu, người lại sau lưng ta cầm chập long thung luyện mạnh như vậy, đại bạch hùng là một hơn 200 cân lưng hùng vai gấu đại mập mạp. Ủy khuất biểu tình, u oán thanh âm, lại làm cho người nổi lên cả người nổi da gà. Mạnh siêu khẽ run rẩy, cái thanh này hóa thành cho cũng sẽ không quên thanh âm, bạn xấu thời trung học bạn bè, sở phi hùng, còn có ai? Nhanh, Phi Hùng, hôm nay quên mang trước rồi, mời ta đi quầy bán quà vặt trà sát một bữa, ngày mai ngày mốt ta ngay cả thỉnh ngươi hai bữa. Không phải chứ, mượn một trả lại hai, ta sức ăn vẫn là của ngươi gấp ba, mạnh siêu ngươi lúc nào hào phóng như vậy, nhất định có cạm bẫy, có thể có cái gì cạm bẫy, chẳng lẽ ta hội lừa ngươi? Chúng ta thế nhưng là khác cha khác mẹ thân huynh đệ, vậy thì, hi hì, toàn lớp đồng học đều nghe thấy, tin rằng ngươi không dám quyệt nợ, đi, quầy bán quả vặt, hôm nay ta thỉnh, 5 phút đồng hồ. Sân trường một góc quầy bán quả vặt. Đại Bạch Hùng khóc đến như một hơn 200 cân hài tử mạnh siêu van cầu ngươi làm người a à, coi như là gia súc cũng không thể một hơi ăn tita hai tuần lễ tiền sinh hoạt a à, ta ta và ngươi liều hắn hung giữ hướng mạnh siêu đánh tới đừng làm rộn mạnh siêu mở mạnh một mảnh cuối cùng sô cô la tùy ý nhoáng một cái cánh tay mãng nghiêu quyết phát động hơn hai trăm cân đại bạch hùng bay ra ngoài hai người vẻ mặt mộng bức địa đối mặt vừa rồi sở phi hùng đầu óc choáng váng là ảo giác. Mạnh siêu mặt không đổi sắc, nuốt vào sô-cô-la, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn khay chứa đồ, hôm nay mì ăn liền nhìn xem cũng rất mới lạ, sắc hương vị đều rất toàn bộ. Cút ta nửa xu cũng không còn, đi mau, muốn đi học, đại bạch hùng chạy chối chết. Mạnh siêu đang muốn đuổi theo, lại thấy được thùng rác bên cạnh, tóc hoa dâm người tháo vát, không cẩn thận đem một túi lớn đồ bỏ đi rơi đầy đất. Bác gái, ta giúp ngươi. Mạnh siêu thuận tay đem đồ bỏ đi đều nhặt lên. Khóe mắt co lại, nhảy ra tin tức. Tin tức lóe lên rồi biến mất. Mạnh siêu lại sửng sốt nửa ngày. Lầu dạy học trong thang lầu. Mạnh siêu dựa lấy tay vịn, đầu 45 độ nhìn lên, làm trầm tư hình dáng. Hắn rất sâu chìm nhìn xem trong ngày mùa hè mặc váy ngắn các nữ sinh nói một chút cười cười đi đến thang lầu các nữ sinh cẳng chân tử tròn vo, tại đến gối bạch tất vải bao bọc hạ run lên một cái. Người muốn chết a à? sở phi hùng ở phía sau túm hắn, người thật muốn nhìn, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng dùng ánh mắt còn lại len lén liếc vài lần coi như xong. Sao có thể nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nhân ra, lưu manh như vậy, phi hùng, ngươi không hiểu mạnh siêu giữa lông mày bao phủ một tầng tăng thương, cảm khái nói, cho tới giờ khắc này ta mới hiểu được nguyên bản tập mãi thành thói quen sinh hoạt đã vậy còn quá tốt đẹp. Đáng chúng ta đánh bạc hết thảy đi thủ hộ, mạnh siêu, ta thực bội phục ngươi, mỗi lần cũng không có hổ thẹn có như vậy tươi mát thoát tục sở phi hùng cầm mạnh siêu túm qua một bên đừng xem muốn xem ta có thể cho ngươi mượn mới nhất học tập tư liệu còn là tâm sự chuyện vừa rồi a à, ngươi thực tại trong mộng cầm nghiêm ma đầu cạo chết trả lại cầm long thành mang diệt vong sao ta đầy đâu có phải hay không làm tới đại tướng quân chiến đấu đến cuối cùng một khác này đầu đại bạch hùng từ nhỏ đã có mộng tưởng muốn đương uy phong bát diện đại tướng quân thống soái long thành sắt thép hồng lưu quét ngang toàn bộ dị giới đương nhiên đây cũng là từng long thành thanh thiếu niên mộng tưởng cái gì gọi là ta mang diệt phong ta chỉ tại trong mộng thấy được mấy cái phá toái hình ảnh về phần ngươi mạnh siêu nhìn chằm chằm bạn bè mặt to tại trong đầu chỗ sâu trong tìm kiếm trí nhớ kiếp trước tựa như bão tố bên trong nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp ban ban bác bác đoán bất định say rượu cảm giác lại xuất hiện hắn bắt không đến rõ ràng chi tiết đang lúc hắn muốn buông tha cho một đạo thiểm điện bỗng nhiên chiếu sáng trong đầu nương theo mãnh liệt đau đầu hắn nhìn thấy mạnh siêu trông thấy sấm sét vang dội mây mù chỗ sâu trong tất cả trước đây chưa từng gặp to lớn không gì so sánh được quái thú như là chậm rãi di động gò núi hướng long thành nghiền ép qua trông thấy vô số binh sĩ cùng thị dân giống như thủy triều sông lên lại mũ không như thủy triều đụng vào đá to tan vỡ lui lại cùng tan tành còn chứng kiến tay mình nâng cúc hoa tại một tòa to lớn trên quảng trường bốn phía tiếng khóc liên tiếp Trước mặt hai tòa màn hình lớn, một tòa là bỏ mình tướng sĩ danh sách, một tòa khác là lâm nạn thị dân danh sách, phía trên cực nhỏ chữ nhỏ rậm rạp chẳng chịt ngàn vạn. Mạnh siêu thấy được chính mình tìm tòi sở phi hùng danh tự, trên màn hình nhảy ra ảnh chụp đại bạch hùng ăn mặc binh lính bình thường tiêu chuẩn quân trang. Tại hắc bạch trong di ảnh cười đến rất sáng lạn. Hảo huynh đệ, yên tâm, học tập của ngươi tư liệu ta đã toàn bộ chia cắt dán đến trong máy vi tính của ta, còn có lên mạng của ngươi cùng ghi chép, ta cũng hết thảy giúp ngươi xóa bỏ sạch sẽ, ngươi liền. Một đường đi hảo ba. Hắn nghe thấy chính mình mang theo khóc nước nở nói, ba mẹ ta cũng xuống, ngươi nhìn thấy bọn họ, giúp ta mang vài câu ta nhất định cầm tiểu muội chiếu cố tốt để cho nhị lão đều yên tâm. Mạnh siêu lần nữa từ ác mộng bên trong bừng tỉnh ôm ngực, chậm rãi ngồi vào trên bậc thang, mồ hôi lạnh lâm ly. Liền các nữ sinh cãi nhau ẩm ý, từ bên cạnh chạy qua, cũng không thể chuyển di tầm mắt của hắn. Sở phi hùng lại càng hoảng sợ. Làm sao vậy, cả kinh một chợt mạnh siêu muốn nói lại thôi. Hắn có thể nói cái gì? Nói ở trong ác mộng, bạn bè không có thi đậu trường quân đội, càng không làm lên tướng quân, chỉ là tối tiền tiến đầu to binh nói quái thú chiến tranh lập tức muốn thăng cấp sẽ có càng lớn càng nhiều càng thêm hung tàn quái thú liên tục không ngừng xuất hiện nói long thành đem ở trong một trận chiến này tổn thất thảm trọng bao gồm sở phi hùng ở trong vô số binh sĩ cùng thị dân hy sinh vô số cường giả vẫn lạc bọn họ còn chưa đi ra tân thủ thôn liền dự định hủy diệt kết cục thậm chí liền phụ mẫu đều mạnh siêu không dám nghĩ tới bởi vì sợ hãi mà phẫn nộ, bởi vì phẫn nộ mà không cam lòng, hắn nắm chặt song quyền, biểu tình giữ tợn. Người sẽ không bị ác mộng dọa sợ a. À. Sở Phi Hùng ở trên bả vai hắn trùng điệp vỗ, nhếch miệng cười nói, yên tâm, ác mộng cùng hiện thực đều là tương phản, cho dù Long Thành thật sự tao ngộ nguy cơ, có huynh đệ chúng ta liên thủ. Còn sợ cái giám a, à, ta nhưng là phải đương đại tướng quân nam nhân. Đúng mạnh siêu lấy lại tinh thần trùng điệp vung quyền đầu đây không phải tương lai chỉ là chết tiệt ác mộng muốn cải biến hết thảy liền từ kỳ thi đại học bắt đầu lần này người thi toàn quốc thượng trường quân đội ta cũng nhất định sẽ thi đậu khoa chính quy nghe nói tại địa cầu thời đại bởi vì đại học khuếch trương chiêu đều nhân tố khảo thi khoa chính quy độ khó không tính quá lớn nhưng long thành sau khi xuyên việt đối mặt tài nguyên thiếu thốn cùng các loại nguy cơ Sinh tử tồn vong chỉ kịp toàn thể thị dân đều muốn khác làm hết phận sự thủ, thanh thiếu niên cũng phải tận lực áp xúc giáo dục thời gian, sớm ngày bước trên công tác cùng chiến đấu cương vị. Phổ thông thị dân lý tưởng chính là thi đậu hai năm chế chuyên khoa viện trường học tiến hành chức nghiệp huấn luyện, tương lai tìm công việc tốt. Về phần khoa chính quy, Bồi dưỡng siêu phàm giả Mặc kệ bây giờ còn là tương lai, siêu phàm giả đều là long thành tại dị giới tranh bá trụ cột vững vàng. Cũng là chuẩn bị chịu thị dân tôn kính, địa vị cao thượng tồn tại. Bất luận từ chính còn là tòng quân, đại lão bản còn là vạn chúng chú mục thiên hoàng siêu sao, 89% đều là siêu phàm giả. Muốn đánh nát trong cơn ác mộng thấy hình ảnh, mạnh siêu nhất định phải siêu phàm người thật muốn khảo thi khoa chính quy không ra vui đùa sở phi hùng nghiêm túc lên hắn biết mạnh siêu năm trước bị thương rất nặng cũng biết hảo huynh đệ từ bỏ chính mình là có nguyên nhân mà bây giờ đại bạch hùng cũng tại mạnh siêu trong mắt thấy được dập tắt chọn một năm ánh lửa một lần nữa nhen nhóm không ra vui đùa phải khoa chính quy Mạnh siêu dừng một chút, nhịn không được vừa cười, đi qua một năm, ta thật là một cái ngu ngốc, đúng không, đúng, quý danh, sao cỡ lớn. Sở phi hùng hướng mạnh siêu duỗi ra nắm tay, bất quá, nếu như ngươi đại ngu ngốc thật sự quyết định, muốn dùng cuối cùng 50 ngày hảo hảo chạy nước rút một bả, người anh em nhất định giúp ngươi. Mạnh siêu hít sâu một hơi, cũng duỗi ra nắm tay, cùng sở phi hùng trùng điệp đụng phải một chút thượng trường quân đội làm tướng quân khảo thi khoa chính quy thành siêu phàm hai huynh đệ bước nhanh trở lại phòng học hạ đoạn là ngữ văn khóa các học sinh hoan hô tung tăng như chim sẻ quá tuyệt vời rốt cục tới đợi đến ngữ văn khóa mau mau nhanh ta muốn đảm nhiệm mộc lan từ ta muốn đảm nhiệm hồ sen ánh trăng ta muốn phân tích cuồng nhân nhật ký sáng tác bối cảnh cùng thâm ý chờ không được ngữ văn lão sư chúng ta thân ái ngữ văn lão sư đi nơi nào đâu này các học sinh trông mong lấy trông mong rất tiếc không đợi tới ngữ văn lão sư lại đều tới lớp trưởng tả hạo nhiên khuôn mặt lạnh như băng hoàng lão sư hôm nay ngã bệnh tả hạo nhiên đứng ở trên giảng đài nói này đoạn khóa đổi thành tự học mọi người nhanh lập đội đi với ta phòng tu luyện không phải chứ lại là kiểu này ta muốn hoàng lão sư đưa ta ngữ văn khóa, trong dự liệu tin giữ, dẫn phát một hồi kêu rên. Long Thành là dị vực một mình, áp dụng thiết huyết giáo dục. Từ nhà trẻ đến lớn học, chém chém giết giết khóa thể dục, tu luyện khóa, lớp học cách đấu trình chiếm hơn phân nửa. Tính toán đường đạn còn có đao kiếm quỹ tích lớp số học, nghiên cứu quái thú kết cấu sinh vật khóa, điều chế tinh thạch cùng dị giới khoáng vật chất vật lý, hóa học khóa, đều có không nhẹ sức nặng thời gian có hạn, vô pháp trực tiếp đề thăng sức chiến đấu ngữ văn khóa, chỉ có thể lần nữa giảm bớt. Đến hôm nay, học sinh cấp 3 mỗi tuần thượng hai mảnh ngữ văn khóa. Cấp 3 mũ không chạy nước rút này hai mảnh ngữ văn khóa, còn muốn làm chủ khóa nhường đường. Vì vậy, ngữ văn lão sư cũng chỉ có thể ba ngày hai đầu sinh bệnh, xin phép nghỉ, cầm thời gian lên lớp tặng cho thể dục lão sư, hoặc là các học sinh tự học vật lấy hiếm là quý, đầu năm nay học sinh cấp 3 cũng bị nặng nề tu luyện ép tới thở không nổi, mọi người đừng đề cập nhiều thích ngữ văn khóa. Nghe nói tại gia tộc địa cầu, bạn cùng lứa tuổi mỗi tuần cũng có thể thượng hơn 10-20 đoạn ngữ văn khóa, đảm nhiệm mấy trăm đầu thơ cổ, mỗi thiên đô có thể làm vài lời nói khách sáo văn quyển tử. Ghi năm 2000 đến 3000 chữ viết văn, ngược lại khóa thể dục có cũng được mà không có cũng không sao đó là cỡ nào hạnh phúc thời gian a thân tấu chương đã xong chúc ngài đọc vui sướng mũ không mũ người địa cầu thật sự quá hung mãnh ngoạ nghiêu chân nhân mãng nghiêu quyết nghe chọn bộ tại mê truyện audio com phàn nàn về phàn nàn cấp 3 có cấp 3 giác ngộ các học sinh chỉ có thể lề mà lề mề đứng lên có người hướng trong túi ước lượng một chương ngữ văn bài thi tu luyện ngoài có thể vụng trộm thoải mái một chút Màu màu nhanh, động tác gọn gàng điểm, tả hạo nhiên hai tay gánh vác, rất có uy nghiêm địa thét to. Thời đại này, lớp trưởng quyền lực rất lớn, muốn hiệp trợ lão sư làm rất nhiều quản lý công tác. Thực không quen nhìn tiểu tử này giả vờ giả vịt. Sở phi hùng một bên xếp hàng, một bên bĩu môi, tả hạo nhiên quá vô sỉ, thực lực của hắn đã sớm đạt tới, hòa tiễn ban, tiêu chuẩn, hết lần này tới lần khác ỉ lại chúng ta ban phổ thông làm lớp trưởng người biết vì cái gì vì cái gì mạnh siêu hỏi từ ác mộng trở về trí nhớ của hắn rất hỗn loạn rất nhiều chuyện đều đần độn u mê trường học có quy định làm lớp trưởng chiếm dụng đệ tử thời gian cùng tinh lực nhân viên nhà trường sẽ dành cho nhất định tài nguyên tu luyện với tư cách là bồi thường đây là bất thành văn quy tắc ngầm mà tả hạo nhiên cậu chính là thầy chủ nhiệm đại mã hầu tự nhiên giúp đỡ thân ngoại xanh cả có rõ ràng Sở Phi Hùng càng nói càng tức giận, ra hỏa này, trong nhà khai mở công ty lớn, lại có thầy chủ nhiệm nhân mạch quan hệ, cái gì gen dược tề cùng quái thú tài liệu cũng không thiếu. Còn muốn tới ban phổ thông làm lớp trưởng, chiếm trước chúng ta những cái này tiểu tử nghèo tài nguyên, thật không có thiên lý, mạnh siêu nhớ tới, là có có chuyện như vậy. Chính mình cấp 2 sau khi bị thương, sở phi hùng thực lực, ở trên ban chỉ đứng sau tả hạo nhiên nếu như không phải là thầy chủ nhiệm mở rộng ra thuận tiện chi môn, tả hạo nhiên khẳng định phải trừ hòa tiễn ban. Tại sáu ban, sở phi hùng liền có rất lớn cơ hội làm trưởng lớp, đạt được càng nhiều tài nguyên, càng có hy vọng thi đậu trường quân đội. Khó trách hắn, khó chịu. Đằng sau, nói nhau nhau cái gì, lãng phí mọi người thời gian, tả hạo nhiên nghe được hai người nói thầm, không lưu tình chút nào địa quát lớn sở phi hùng lông mi nhéo một cái, đang muốn tiến lên, lại bị mạnh siêu ngăn lại. Đi trước tu luyện, còn nhiều thời gian. Trong khi tu luyện là một tòa tầng 15 cao ốc. Chọn vẹn hơn 40 công năng bất đồng phòng tu luyện, khôi phục phòng cùng phòng y vụ, quy mô là lầu dạy học gấp 5 lần. Trong không khí tràn đầy thanh xuân sóng nhiệt, làm cho người ta vừa tiến đến liền nhiệt huyết sôi trào. Này nhà là tự học khóa, từ lớp trưởng quản lý, lão sư không tại. Tả Hạo Nhiên ra lệnh một tiếng, các học sinh thẳng đến các loại tu luyện khí giới. Tạ tiếng va chạm, phát lực tiếng gầm, huy quyền cùng đá ngang tiếng xé gió, còn có hung hăng oanh kích bao cát bang bang thanh âm, cấu thành một khúc kích tình bắn ra bốn phía phấn đấu chi ca. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảnh tượng, khiến Mạnh Siêu thổn thức không thôi đương người địa cầu phát hiện dị giới siêu cấp nguồn năng lượng, linh năng, có thể dẫn vào trong cơ thể, oanh kích tế bào, giải tỏa gen. Cổ xưa tu luyện, đã bị giao phó hoàn toàn mới hàm nghĩa. Nhưng nghèo văn giàu võ, như cũ là thả chư tứ hải mà tất cả đều là chuẩn chân lý. Hào phú đệ tử từ nhỏ uống sữa bột liền nguyên vốn rất nhiều nuôi bằng sữa mẹ loại cường đại quái thú hơi lớn lên chút mỗi ngày nuốt bí dược bôi lên dầu cao thậm chí dùng quái thú huyết dịch tắm rửa lại có trọng lực khoang thuyền chữa bệnh khoang thuyền thần kinh dòng điện kích thích khoang thuyền gia trì tiền bối cường giả dốc lòng chỉ điểm chuyên gia đoàn đội định ra khoa học tu luyện phương án hưởng thụ đây hết thảy thiên tri kiêu tử siêu phàm là ván đã đóng thuyền sự tình mạnh siêu loại này tiểu tử nghèo muốn trổ hết tài năng lại khó như lên trời không có phong phú tài nguyên, chỉ biết vùi đầu khổ luyện, tựa như ba ngày chưa ăn cơm đi chạy marathon, thuần túy tìm chết. Hắn đã từng niên thiếu khinh cuồng, là nhỏ học cùng sơ trung chứ danh loại người hung ác, một đường quá quan trảm tướng, thi đậu khu cấp trọng cao, long thành cửu trung. Cao nhất thời, cầm qua mấy lần toàn lớp thứ nhất, vẫn còn ở thực chiến huấn luyện, thất thủ đánh bại tả hạo nhiên cái mũi, hại lớp trưởng tại toàn lớp trước mặt mũi huyết cuồng phún bị hắn ghi hận đến nay. Ngắn ngủi vinh quang, lại thật lớn tiêu hao thân thể. Đến cấp 2, chương trình học tăng thêm, nội thương không ngừng tích lũy mạnh siêu dần dần lực bất tòng tâm. Hắn không tin tà, điên cuồng tu luyện, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 giờ, trả lại học trộm trên mạng tìm được bí pháp. Rốt cục tới sông hạ đại họa, thổ huyết hôn mê, tại nằm bệnh viện hơn mấy tháng. Bác sĩ nói hắn nóng vội, cốt cách cùng tạng phủ đều có chút bị hao tổn, không có linh đan rượu dược tẩm bổ, ba năm năm bên trong, cũng không đề nghị lại tiến hành cường độ cao tu luyện. Nhìn xem chữa bệnh báo cáo còn có cha mẹ khuôn mặt của tiều tụy, kiếp trước mạnh siêu làm ra lựa chọn. Dù sao Long Thành càng ngày càng mạnh, quái thú dần dần đánh hết, không lo siêu phàm giả cũng không quan hệ khảo thi cái trường đại học, sớm một chút bước vào xã hội đi kiếm tiền, để cho ba mẹ không được khổ cực như vậy, cho tiểu muội nhiều tích lũy một chút học phí. Để cho nàng đi tròn siêu phàm chi mộng, dùng loại phương thức này, ta cũng có thể thủ hộ người nhà, lúc này nghĩ đến, mạnh siêu rất muốn phiến chính mình bạt tai. Ấu chỉ quái thú chiến tranh không có dễ dàng như vậy đánh thắng nếu như ác mộng trở thành sự thật long thành sắp đối mặt xuyên việt đến nay lớn nhất nguy cơ không có lực lượng như thế nào thủ hộ người nhà mạnh siêu suy nghĩ một chút nói không chừng liền bởi vì chính mình quá yếu mới lệnh muội muội bước trên hắc ám chi lộ biến thành cấp độ boss hắc dạ ma nữ nghĩ đến khả ái muội muội một đường hắc hóa hắn lại đau đầu lên làm cống hiến liền có thể trở nên mạnh mẽ nghe rất thoải mái nhưng mỗi lần nhặt đồ bỏ đi mới không 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 một cái điểm cống hiến chính là nhận thầu toàn thị bãi rác cũng vô dụng lại muốn khắc khổ tu luyện mạnh siêu đánh về phía tu luyện khí giới động hai cái liền thở nặng khí hắn vẫn rất đói bị hỏa chủng chữa trị cũng đã thức tỉnh mãng nghiêu quyết thân thể tựa như toàn diện cường hóa chủ chiến tăng tiêu hao nhiên liệu là phổ thông ô tô gấp mấy chục bạn bè hai tuần lễ tiền sinh hoạt vừa đút cái hàm răng như thế nào chịu được cường độ cao tu luyện đáng tiếc nhìn mạnh siêu nằm sấp ở trên khí giới yếu đuối bộ dáng vài người nữ sinh trong nội tâm cảm thán Mọi người vừa mới thấy hắn đứng chập long thung, lờ mờ nghĩ đến hắn cấp một cấp hai phong thái tuy mặt ngoài tiêu sái, nghĩ đến, đáy lòng của hắn cũng có chút không cam lòng a à, mạnh siêu nguyên bản có cơ hội siêu phàm, hiện tại, chỉ có thể tiêu biến mọi người. Các nữ sinh nhịn không được đồng tình lên. Mạnh siêu, người muốn luyện liền chăm chú luyện, không muốn luyện sẽ xuống ngay, khác chiếm tu luyện khí giới. Tả hạo nhiên thời khắc nhìn chằm chằm mạnh siêu. Gia hỏa này. Sở Phi Hùng trường lớp trưởng nhất nhãn, cầm mạnh siêu đỡ đến góc hẻo lánh, kín đáo đưa cho hắn một lọ vận động đồ uống, ngồi một lát, từ từ đi, ta không sao. Mạnh siêu lắc đầu, đổ mồ hôi như mưa. Đáng chết, thể chất quá kém, chính mình đi qua một năm đến cùng đang làm cái gì? Hỏa trùng có thể giúp ta thức tỉnh kỹ năng, cũng không khả năng cứ thế biến ra lực lượng, ta cũng cần tài nguyên tu luyện, cho chủ chiến tăng, bổ khuyết nhiên liệu. Mạnh Siêu cười khổ, nếu là hắn mua được tài nguyên tu luyện cũng sẽ không cam chịu chọn một năm. Người thật lâu không có luyện cơ sở đều quên. Sở Phi Hùng còn tưởng rằng Mạnh Siêu thật không hội bỏ qua cánh tay, đem cơ sở phát lực phương pháp diễn luyện một lần. Hắn là trời sinh hệ sức mạnh, một bộ mãng nghiêu lực đánh ra hổ hổ xanh uy khí thế. Mạnh Siêu nhìn xem, ánh mắt lại lộ ra cổ quái sở phi hùng vuốt đầu, là ảo giác mà, hắn lại tại mạnh siêu trong mắt thấy được một tia. Ghét bỏ, ta luyện không được khá, mặt của đại bạch hùng đen lại. Lực không phải là như vậy phát, mạnh siêu nhịn không được nói. Cái gì, sở phi hùng không thể tin được lỗ tai của mình, ta khi ngươi huynh đệ, ngươi cùng ta châu bò, đừng hiểu lầm, ta không phải là nhằm vào ngươi. Mạnh siêu vội vàng giải thích ta là nói, bây giờ phát lực phương pháp, đều là, đều là đồ bỏ đi, vậy không đến mức, nhưng đích xác có chút thô giáp, không quá khoa học. Lời này liền cuồng có không có biên. Mãng nghiêu lực là kỷ nguyên mới 35 năm, từ quân đội cao thủ Chu Mãng, dẫn dắt nghiên cứu khoa học đoàn đội, nghiên cứu cấp 3 quái thú, thiết trì thú, màn giác thú. Hơn 10 loại quái thú sinh lý kết cấu lại dung hợp địa cầu thời đại Olympic quán quân cùng tổng hợp cách đấu ra phát lực mô hình trên cơ thể người công học trong phòng thí nghiệm tiến hành 5 năm nghiên cứu phát minh cùng khảo thí. Mới chế tạo ra khoa học phát lực phương pháp, đặc điểm là đơn giản dễ hiểu, thượng thủ nhanh chóng, tính dễ nổ rất mạnh. Ngoại trừ có thể sao động khí huyết tăng cường khí lực còn có thể kích thích thanh thiếu niên đại lượng bài tiết chất kích thích sinh trưởng để thăng tế bào hoạt tính đối với tiến giai tu luyện có lợi thật lớn. Đi qua mười mấy năm thực tiễn, mãng nghiêu lực cùng, ba văn lực, long xả lực, một chỗ, bị long thành thị giáo dục cục nhận định vì giáo dục bắt buộc giai đoạn, bắt buộc ba đại phát lực pháp nhất. Mạnh siêu lại nói, bộ này phát lực phương pháp rất thô giáp, không khoa học. Sở phi hùng cảm thấy mạnh siêu xế chiều hôm nay, vô cùng không biết xấu hổ. Nào biết được mạnh siêu căn bản không có khoác lác chiến tranh là văn minh giữa tốt nhất giao lưu thủ đoạn. Đường tương lai long thành người cùng dị giới cường giả kích tình va chạm, hai bên văn minh đều chiều sâu thẩm thấu, long thành người lợi dụng dị giới trí tuệ. Không ngừng cải thiện nguyên vốn địa cầu công nghiệp, khoa học kỹ thuật cùng võ đạo. Hôm nay, mãng nghiêu lực chỉ là đệ nhất bản. Tương lai, tao ngộ các loại kỳ lạ cổ quái dị giới sinh vật, đem bọn họ cắt miếng nghiên cứu, đối với tế bào cùng gen đều đã có càng sâu tầng thứ thăm dò, long thành cường giả đem cầm, mãng nghiêu lực. Đẩy hướng đệ nhị bản, trang thứ ba, pro bản cùng plus bản. Trung cực phiên bản, mãng nghiêu lực, chẳng những đem lớn nhất phát ra tăng lên 30%, trả lại chữa trị đi qua phiên bản, linh lực tại mạch máu cùng thần kinh mạng lưới tán loạn thì tạo thành đại bộ phận bác khiến cơ bắp quá độ bành trướng về sau thời gian cun đao rút ngắn 15%, thật lớn tăng lên cực hạn quyền lực cùng bay liên tục sức chiến đấu. Kia đã không còn là mãng nghiêu lực, mà là cao cấp hơn cái khác mãng nghiêu quyết. Mạnh siêu thông qua hỏa chủng tháp sáng trí nhớ kiếp trước thức tỉnh đương nhiên là tương lai trung cực bản mãng nghiêu quyết. PSCVT, ba văn bằng gợn sóng người địa cầu thật sự quá hung mãnh ngoạ nghiêu chân nhân điểm cống hiến chân nghĩa. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com đi, đi phòng vệ sinh, mạnh siêu ánh mắt lóe lên. Bọn họ lên hai tầng lầu, tìm đến một gian hẻo lánh nhất phòng vệ sinh. Thấy bốn bề vắng lặng, mạnh siêu lén lén lút lút mở ra một cái tiểu cách gian, ra gia hiệu hảo huynh đệ tiến vào. Người làm gì? Đại Bạch Hùng khẩn trương đừng sợ ta chỉ nghĩ nghiên cứu một chút cơ thể của ngươi mạnh siêu liền kéo túm lưng quần cầm đối phương làm cho tiến phòng kế tại đại bạch hùng trả lại không có thét lên lúc trước giành nói ngươi vừa mới vận chuyển mãng nghiêu lực đến dưới xương sườn có phải hay không hai sườn mơ hồ chua trướng có cảm giác lực lượng muốn tiết lộ ra ngoài cảm giác sở phi hùng sửng sốt hàn án lấy hai sườn sắc mặt khó coi còn có từ dấu chân phân tích hạ bàn của ngươi không quá ổn nhưng ta quan sát qua chân của ngươi cơ bắp cùng gân kiện đều không có vấn đề quá lớn mạnh siêu suy nghĩ ngươi tại đạp đạp mặt đất có hay không trước cảm giác bàn chân truyền đến kim đâm đau đớn nửa giây liền chuyển rời đến trên đầu gối sở phi hùng kinh ngạc ngươi làm sao biết mạnh siêu cười cười người căn bản không có nắm giữ, mãng nghiêu lực, áo nghĩa, tối đa phát huy ra bản thân 50% lực lượng, còn lại một nửa không chỗ phát tiết, ở bên trong thể tán loạn, phản chấn hai chân cùng lòng bàn chân. Cho đầu gối cùng mắt cá chân đều mang đến vượt mức áp lực. Tiếp tục như vậy càn dỡ luyện, nhẹ thì phát huy không ra toàn lực, nặng thì loãng xương, các đốt ngón tay biến chất cùng tâm huyết quản áp lực trường kỳ vượt chỉ tiêu, không phải là tu luyện mà là tự tìm chết xem nhẹ sau lưng bồn cầu hắn còn rất như thế ngoại cao nhân sở phi hùng bị kinh hãi ngoan ngoãn để cho mạnh siêu nghiên cứu thân thể của hắn cao thể trọng tứ chi chiều dài thể mỡ tỷ lệ còn có trên dưới nửa người cơ bắp phân bố mạnh siêu nhắm mắt tính toán theo công thức một lát trong đầu hiện ra liên tiếp tương lai phát lực công thức lần nữa trợn mắt, đáy mắt tinh mang bắn ra bốn phía, ngón giữa kẹp lấy một đoạn vót nhọn bút máy đầu. Tới, lại phát một lần lực. Đường sở phi hùng vận chuyển, mãng nghiêu lực, cơ bắp bành trướng, mạch máu nổi bật. Mạnh siêu bỗng nhiên dùng bút máy tiêm hướng hắn đâm đi qua. Sở phi hùng đang muốn hô đau, lại cảm giác tê dại như điện có một cỗ thần kỳ lực lượng điều khiển tinh vi lấy hắn mỗi một luồng cơ bắp mỗi một mảnh mạch máu mỗi một nhúm thần kinh nguyên bản tán loạn cậy mạnh cũng bị kiềm chế một chỗ đây là cái gì thủ pháp rất nhanh đại bạch hùng biểu tình liền từ hồ nghi biến thành kinh hỷ phát lực trôi chảy thiệt nhiều chỗ nào cũng không đau dường như liền khí lực đều tăng trưởng đây đều là chính ngươi nhiều năm khổ luyện ta chỉ là giúp ngươi tìm đến bí quyết cầm lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra mà thôi mạnh siêu vận dụng ngòi bút như bay càng ngày càng trôi chảy trọn vẹn chọc chọc ba năm trăm mới cáo một giai đoạn một đoạn hắn lắc lắc chua sót cổ tay đánh một quyền thử một chút sở phi hùng vận đủ khí lực bút máy tiêm đâm ở trên huyệt vị đau đớn dẫn đạo hắn bày ra cùng vừa rồi thoáng bất đồng tư thế cơ bắp cực hạn căng thẳng, cả người nhìn xem co lại tiểu nhất vòng, lại càng thêm rắn chắc như là mật độ cực cao đá hoa cương. Một quyền đánh ra, trong không khí hiển hiện vài nhàn nhạt gợn sóng, lại phát ra vài vóc như tê liệt tiếng xé gió. Hí, sở phi hùng bị một quyền này sảng khoái lâm ly lại càng hoảng sợ. Hắn chưa từng đánh ra qua sảng khoái như vậy một quyền. Quả thực là lũ bất ngờ bộc phát, dễ như trở bàn tay mặc dù không có khảo thí, nhưng Sở Phi Hùng khẳng định một quyền này ít nhất so với cực hạn của mình quyền lực tăng lên 3% trở lên. Ngắn ngủn vài phút phát lực điều chỉnh, liền có thể đem quyền lực đề thăng 3%. Mạnh siêu thủ Pháp đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Sở phi hùng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mà đang ở hắn ra quyền nháy mắt, mạnh siêu khóe mắt dị hỏa, lại lần nữa mỹ lệ lập lòe, hỏa tinh hóa thành hai hàng chữ nhỏ. Ô, mạnh siêu vừa mừng vừa sợ. Trong này ý tư quá phong phú. Cũng chính là, không cần nhặt đồ bỏ đi, chỉ cần ta đem tương lai võ đạo, truyền thụ cho bây giờ long thành thị dân, cho dù vì văn minh làm cống hiến có đạo lý, văn minh cường đại cũng không phải là cái nào đó anh hùng một mình chiến đấu hăng hái, ta một người trở nên cường thịnh trở lại. Cũng không có khả năng sâu lâu sở hữu quái thú cùng dị giới thần ma, nhưng nếu như ta có thể biến thành so với nghiêm ma đầu lợi hại hơn gấp trăm lần kim bài đạo sư. Cầm tương lai võ đạo truyền thụ cho toàn thể thị dân, tất cả mọi người mạnh hơn trong cơn ác mộng gấp trăm lần, còn không cầm dị giới thần ma thì đều đánh ra tới bắt đầu tới đây chính là điểm cống hiến chân nghĩa, chính là văn minh càng mạnh, ta cũng càng mạnh, đạo lý, nghĩ tới đây, trước mắt dị hỏa biến đổi. Ba cái tuyển hạng đằng sau, trả lại rất chi kỷ phụ lên hối đoái cần thiết điểm cống hiến. Thăng cấp mãng nghiêu quyết cần 756 điểm cống hiến. Thức tỉnh cơ sở thương pháp cần 3.100 điểm cống hiến. Thức tỉnh ba văn lực cần 1.500 điểm cống hiến đồng dạng là tam đại cơ sở phát lực phương pháp như thế nào mãng nghiêu quyết cùng ba văn lực giá cả tranh lệch nhiều như vậy mạnh siêu nhớ rõ thức tỉnh mãng nghiêu quyết bỏ ra ba nghìn năm trăm tỉ mỉ suy nghĩ một chút mãng nghiêu quyết là trí cương trí cường phát lực phương pháp năm trước sau khi bị thương chính mình sẽ không như thế nào luyện qua mà ba văn lực lại mềm dẻo lâu dài đối với khôi phục trị liệu rất có lợi chính mình một năm tu luyện khác đều quẳng xuống liền ba văn lực còn đang kiên trì bởi vì ta bản thân hội một chút ba văn lực cho nên thức tỉnh giá cả thuận tiện thích hợp mạnh siêu trầm ngâm mãng nghiêu quyết cùng ba văn lực một cương một nhu một thăng cấp một giấc tỉnh chọn cái nào đâu này hắn gật gật đầu tuyển cơ sở thương pháp mũ không đùa cợt nếu như miễn phí dâng tặng đương nhiên tuyển đắt tiền nhất rồi nay còn dùng nghĩ trong đầu truyền đến dồn dập tiếng súng, phảng phất viên đạn phong bạo gào thét mà qua. Mạnh Siêu Tâm niệm vừa động, lập tức nghĩ đến vô số súng ống kết cấu cùng xạ kích yếu lĩnh. Chỉ nhớ kiếp trước như trong sáng tĩnh lặng mảnh vỡ, từ trước mắt chợt lóe lên. Hắn nhìn thấy chính mình đối với muôn hình muôn vẻ dị giới sinh vật, không ngừng nổ súng, nổ súng, nổ súng có chút dị giới sinh vật lớn lên tựa như hướng gà nướng trong bụng cứng rắn nhét vào đi một cái bát chảo bạch tuộc so với bây giờ quái thú xấu xí gấp trăm lần mạnh siêu phẳng phất tại trong chớp mắt đem hàng trăm hàng ngàn đầu như vậy quái vật đánh bại xạ kích kinh nghiệm bão táp đột tiến tê dại khoái cảm dũng mãnh vào mỗi một luồng đầu dây thần kinh đem hắn hạnh phúc có thẳng hừ hừ Sở Phi Hùng thấy hắn nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy say mê, trả lại phát ra quái thanh, không khỏi dùng mình một cái. Hơn 200 cân đại mập mạp hướng trong góc thẳng đi. Thật lâu, mạnh siêu trợn mắt, ánh mắt sâu thẳm. Thức tỉnh kỹ năng mới, hắn càng đói bụng. Tài nguyên, hắn cần chết tiệt tài nguyên tu luyện. Sở phi hùng tựa như nhìn xem một đầu yêu quái, chưa phát giác ra sờn tóc gáy. Mạnh Siêu, ngươi từ chỗ nào nhi học được cổ quái như vậy thủ pháp?" Đại Bạch hùng lắp bắp. "Cái này, như thế này lại nói, đi trước kiểm tra một chút cực hạn của ngươi quyền lực." Mạnh Siêu trong nội tâm tính toán, ngừng lại một chút, đợi một chút trước hết nghe nghe bên ngoài có hay không đi tiểu thanh âm, mở cửa thì dùng y phục che mặt. Bằng không bị người thấy được hai ta từ một cái trong phòng kế xuất ra, có tổn hại danh dự của ta một đường chạy chậm trở lại phòng tu luyện, sở phi hùng hai bước đi đến quyền lực khảo thí khí trước, không thể chờ đợi được khởi động. Khổng lồ mà tinh vi tinh thạch khí giới, phát ra chi chi nha nha vận chuyển thanh âm, màn hình sáng lên. Đại bạch hùng gào khóc gọi bậy, như là đại tinh tinh đồng dạng mãnh liệt đấm ngực miệng, dựa theo mạnh siêu truyền thụ cho phát lực kỹ xảo, bày ra, mãng nghiêu quyết thức mở đầu. Đang muốn phát lực, thình lình, có người ngăn cản ở trước mặt hắn, chính là tả hạo nhiên. Làm sao vậy, đại bạch hùng toàn thân kinh lực buộc được khó chịu, mất thăng bằng hỏi. Ai bảo ngươi động quyền lực khảo thí khí? Tả hạo nhiên sụ mặt, mặc dù là tự học khóa, cũng phải tuân thủ lớp học kỷ luật, tất cả mọi người tại chăm chú tu luyện, ngươi cùng mạnh siêu đâu, vừa lên khóa liền chuồn đi, hơn 10-20 phút mới trở về liền tự quyết định muốn khảo thí quyền lực đi qua cho phép sao thanh âm của hắn không cao không thấp vừa vặn bị tất cả phòng tu luyện nghe được đại bạch hùng tức giận đến lông mi đều dựng lên lên đừng nóng giận sở phi hùng đồng học ta là vì ngươi hảo tả hạo nhiên liếc qua mạnh siêu trung quy ngươi cùng những người khác bất đồng ngươi vẫn rất có hy vọng thi đậu khoa chính quy cái cuối cùng nửa tháng chuyên tâm chạy nước rút a à, không muốn lại cùng những người khác xen lẫn trong một chỗ, tránh chậm trễ con đường phía trước, hối hận cũng không kịp. Được rồi, đi trước tu luyện, tan học trước 10 phút đồng hồ, ta sẽ tổ chức mọi người xếp hàng khảo thí quyền lực, lớp trưởng phất phất tay, nhất phó đương nhiên bộ dáng. Đại Bạch Hùng giận tím mặt, tả đại lớp trưởng, thực đem mình làm lão sư sao? Cầm lấy lông gà đương mùa tiễn sở phi hùng cao giọng nói ta mới vừa ở mãng nghiêu lực thượng lấy được một ít đốn ngộ mới vội vã khảo thí quyền lực cho dù chủ nhiệm lớp hoặc là nghiêm ma đầu cũng sẽ không ngăn cản người nhiều quản cái gì nhàn sự lãng phí đốn ngộ của ta người thường nổi sao hắn trời sinh giọng đại lập tức hấp dẫn các học sinh chú ý tất cả mọi người vãnh tay muốn biết lớp học hai đại cao thủ như thế nào công khai xung đột lên tả hạo nhiên sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới sở phi hùng dám trước mặt mọi người khóc lóc om sòm, đây là cho mặt không biết xấu hổ a à, đốn ngộ. tả hạo nhiên cười lạnh, sở phi hùng đồng học phát lực của ngươi tư thế ta thấy được siêu siêu vẹo vẹo cổ cổ quái quái cùng tiêu chuẩn mãng nghiêu lực chênh lệch quá xa như vậy phát lực khẳng định oanh không ra trọng quyền toán cái gì đốn ngộ này nhà tự học khóa từ ta quản lý người mãng nghiêu lực như vậy vụng về đánh không ra trọng quyền giã tự bãi liễu vạn nhất lực lượng đi xóa tổn thương gân động cốt làm trễ nãi kỳ thi đại học ta đích xác không bồi thường nổi người thật muốn dụng quyền lực khảo thí khí cũng được đi bên cạnh cầm mãng nghiêu lực hiểu rõ lại đến a à, thân tấu trương đã xong chúc ngài đọc vui sướng mũ không mũ